quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 8 tháng 3 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.